Có bộ tóc thôi mà đội 2 năm chưa thay. Đúng là cái bộ tóc này của em là 2 năm rồi, em đội 2 năm nay rồi. Không phải là vì em không có bộ tóc khác mà em quá nhiều luôn. Thế nhưng mà không có cái bộ tóc nào em đội lên mà qua được cái hình bóng của bộ tóc này cả. Đây, nói là phải có bằng chứng. Đây, nhìn đi. Em có thiếu đâu mà. Nhà em phải một gió tóc. Thế nhưng mà em đội lên ấy, nó không hợp. Mà cái bộ tóc này của em đang đội này này là duy nhất số 1 Việt Nam, em nói cho mọi người nghe. Không có một nơi nào có cái bộ tóc này luôn. Quá hợp em rồi. Bây giờ là khả năng em phải đội một vài bộ tóc khác để mọi người đánh giá là xem em đội cái bộ tóc nào nó hợp nhất nha mọi người nhá. Mọi người giúp em một cái. Hello, my name is Nat. Mọi người thấy bộ tóc này như nào? Em là em thấy giống gái Tây phết đấy. Tây du ký. Còn ni chi quá. Nhìn cái bộ tóc này là em giống biển cá Nhật Bản luôn đấy. Thế nhưng mà em đội cái bộ tóc này mỗi lần quay là chắc em phát ngộ luôn đấy. Đơn giản đâu, nó nóng như thế này em sao mà đội nổi. Nhưng mà đẹp phết đấy. Còn ni chi quá. Ý cự. Nãy giờ em thử hai bộ thì em thấy bộ này là bộ thứ ba em ưng nhất đấy mọi người ạ. À. Khác gì con chó bút đồ đâu. Được rồi, được rồi. Em chốt bộ này nhé.